Chương trình dự báo thời tiết cho đêm nay và rạng sáng ngày mai tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đêm không nắng, ngày vắng sao. Nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ. Tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và dông nhiều nơi, nhưng hiện chưa biết nơi nào. Sau đây là phần tin ven biển. Vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận không mưa, có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ, lâu lâu thì nắng gắt. Biển động nhẹ, trên giường động mạnh, nhưng có lúc không động đậy, hên xui. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có bão lớn, gió giật cấp 2, cấp 3, có lúc lên đến cấp đại học. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình dự báo thời tiết của chúng tôi. Và sau đây là chuyên mục thể thao 24/7.